Ra xã hội nào ăn bươn chải, liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận phải trải qua đắng, cay, ngọt, bùi. Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng, cay, ngọt, bùi. Ok không? Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em, xin chào các bạn. À, hôm nay tụi mình sẽ đến với các bạn một màn thử thách, đó là thử thách đắng, cay, ngọt, bùi. Và tụi mình sẽ ăn hết bốn món này luôn để thành công, đúng không? Giống như thầy vẫn vậy. Ok, let's go, xin mời các bạn chúng ta cùng đón xem nha. Và bây giờ tụi mình sẽ thử thách đầu tiên là đắng, đó là trái khổ qua. Mỗi một trái ăn sống hết luôn nha. Chấp bắt đầu chưa? Vô. Được. Khổ qua ăn được. Ăn hết nha. Không, này đắng cay ngọt bùi mà đâu có ai kêu ăn hết đâu mà. Phải. À, chạy qua cái này thì mới ra xã hội bươn chải được. Thì ai mà muốn ra xã hội bươn chải thì cứ làm theo cách của anh Cường với Seven nha các bạn. Khá nhiệt huyết. Quá sợ rồi. Bạn đó anh ơi, cẩn mạnh vô. Muốn ra xã hội bươn chải không? Muốn không? Muốn không? Chỗ này là đắng mồm trước nè, xã hội bươn chải không à. Đắng quá. Anh nhiệt tình vô anh Cường ơi. Mỗi khóc phải không? Để nuốt cái cho mình ăn cho mấy bạn coi. Cái trong nó cứng quá mà. Không có ăn được đâu. Bỏ ra trong đi. Đừng ăn hột nữa nha. Nếu được thì ăn hột luôn. Còn anh lên này. Ồ quá. Ăn nổi quá. Thế anh Cường là ăn nhanh lên. Thấy đắng lắm rồi đó. Cái khổ qua này người ta ăn sống bình thường mà. Đây mặt buồn chứ anh Cường. Đắng. Anh phải cười lên rồi chứ. Đắng. Đắng. Chịu đựng. Đắng cay ngọt buồn. Đắng. Đắng. Anh như anh ổi. Đó à. Nó ho à. Không phi. Cầm lên cực. Cây canh. Mà hết được. Thấy rồi nha các bạn. Này đâu phải cuộc thi đâu, cho nên là muốn ăn nhiều ăn. Nổi không thanh niên? Rồi. Nó thua. Có ăn nổi không? Cho em tụi mình uống miếng nước coi. Đã chạy qua được đắng rồi. Đã hết luôn rồi các bạn. Chứ để không có hết được kỳ lắm. Ok, và bây giờ tới là màn thứ hai, đó là cay. Và bây giờ tụi mình sẽ chạy qua cây nha. Dứt nó hạ cực. Nữa, dứt.
muốn thành công thì phải thì ăn đi, đừng nói nhiều. Bắt đầu. Đắng cay. Kể đi, đắng cay rồi sắp sửa tới ngọt rồi. Cố lên nào, anh Ninh. Kỳ ăn ớt. Ê, cũng lần lần à, câu không? Cắn to vô. Mày cũng muốn thành công không? Ê, chưa, chưa hết mà. Cài hết luôn à? Tôi lại rồi. Môi em đỏ hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, đúng là đắng cay ngọt ngọt luôn á, bôi luôn đó, đắng cay luôn á. Dở quá hay anh ớt dở quá. Mẹ đây anh được miếng nữa nghỉ nữa nha, nhiều vô to lên. Rồi, các bạn ok anh lên. Còn nè. Hết luôn đi. Ok, và đắng là tụi mình đã đi hết. Cay thì tụi mình trải qua được một nửa. Vậy sao cá sẽ hôi được? Bước chạy không bưng nổi, sao bưng nổi được. Và bây giờ những cái gì mà ngọt ngào nhất của cuộc đời là tụi mình sẽ bắt đầu trải qua cái này. À, cho mình ngon nè. Ừ, này là ngon nè. Đắng cay rồi mà tới ngọt. Ừ, chờ đợi phút giây này lâu lắm rồi. Mình phải lấy cái kẹo lùa 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 vô trong cái miệng á, để cho nó hết cay. Đánh cần cay quá. Rồi làm nên rung tay luôn đấy. Lưu ý là các bạn trẻ không được làm theo nha, rất nguy hiểm nha. Vô mà vô mà luôn à. Cay bà cố luôn. Ngọt ngào quá không, còn dư âm cay chưa. Cái phản thôi. Quá hết rồi. Cay quá chịu không nổi. Mày ăn nhanh rồi. Ngọt thì nhiệt tình quá. Má cay mở mà. Ok các bạn, và mình sắp đi tới đoạn đường cuối cùng của sự thành công mà tụi mình sẽ bước lên một vinh quang. Đó là bùi hai củ khoai lang. Sắp sửa được cái sẽ hôi bước chạy rồi. Anh nghe chưa anh nhỉ? Mới vô bán ăn lục quay bên lạc ớt đắng quá. Ăn khoai mà lục vỏ thì vỏ khoai này nó rửa sạch lắm rồi. Rửa vỏ rồi. Thank you.
ăn trong nước mắt. Bỏ gọn luôn rồi. Nó về đúng vị trí của nó là đắng cay ngọt. Nè, trong xã hội có bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, anh em mình ăn hết gọn nhiêu đây dư thừa để xã hội nó ăn. Không, cay cay này có ăn mà mình để xã hội ăn nhiều hơn mình. Chưa. Ngọt bùi ăn hết ha. Ngọt bùi ăn đắng cay chừa lại cho xã hội. Vậy là chạy ba đường rồi. Không. Tắt mắt đang khai một mùi rồi hả? Giờ để em nuốt luôn. Người ta bỏ cả cuộc đời ra chả có đáng cái gọt bùi hát thanh niên thì có 5 phút khó tết đến cái gọt bùi của xã hội. Thầy huấn dạy vậy thì tao làm vậy chứ biết sao giờ. Ok, vậy là anh em mình từ nãy giờ đã trải qua đắng cay ngọt bùi đúng như lời thầy huấn rồi đó. Nhưng mà thành công hay không thì cũng chưa biết ạ. Và một cái video vui gửi tới các bạn. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, thấy vui, thấy mắc cười thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye. Bye bye.